khác hẳn hình ảnh chưa chỉnh sửa, Hồ Ngọc Hà lộ đôi chân khẳng khiu, đầu gối cũ lạc mãi không thay đổi được. Hôm qua, Hồ Ngọc Hà có mặt tham dự buổi họp báo giới thiệu chương trình gương mặt thân quen mùa 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Xuất hiện ở sự kiện, nữ hoàng giải trí diện chiếc đầm xanh có form dáng cồng kềnh, cổ khoác sâu kho dòng một lấp ló. Được biết, sau rất nhiều năm thì đây là một trong những chương trình hiếm hoi, Hà Hồ nhận ngồi ghế giám khảo. Thần thái có thừa nhưng người tình Kim Lý vẫn không giấu nổi khuyết điểm đôi chân gầy guộc, khẳng khiu. Chính vì điều này mà cô luôn phải nhờ cậy đến các ứng dụng Photoshop để chiếm hữu những bức hình lung linh đăng Facebook. Cũng giống như bao lần khác, nữ ca sĩ kế tiếp bị dân mạng bóp mẻ trình Photoshop quá lố. Đôi chân gân vuốt đột nhiên miệng màng không tì vết đến mất luôn cả đầu gối. Khuôn ngực cũng trở nên giả dối gì ảo tung chảo.